Chào em. Lần đầu tiên thì em có thể là giới thiệu về đôi nét về bản thân mình này, là mình học ở khóa nào và hiện tại đang làm công việc gì và đơn vị công tác là đơn vị nào. Vâng, em xin giới thiệu, em là Phạm Xuân Tình, em học khóa CP13 tại trường. Hiện tại thì em đang làm ở công ty VGM Entertainment. Vị trí hiện tại của em là lập trình viên mobile. Lập trình viên mobile. Tức là khi đi làm thì thầy được biết là em là chưa tốt nghiệp đúng không? Còn một kỳ nữa đúng không? Vậy thì cái quá trình mà khi mình bắt đầu đi phỏng vấn vào doanh nghiệp đấy, thế thì khi mà mình chưa có bằng thì có gặp khó khăn gì không? Thì lúc ban đầu em chưa nhận được bằng để vào công ty thì em xin khi lúc xin việc thì em sẽ phải thử thách bằng những cái ứng dụng mà hiện mình đã làm tại trường hoặc là demo cho bên tuyển dụng xem những cái ứng dụng và các sản phẩm mình đã làm tại trường, và sau đó sau khi phỏng vấn xong thì em sẽ phải được thực tập 3 tháng để kiểm tra được trình độ và cuối cùng em mới được phép vào công ty làm chính thức. Ok. Thì học về cái chuyên ngành lập trình viên ấy thì nó cũng đa ngành. Thì cái lý do gì mà em lại chọn đi theo con đường là phát triển ứng dụng? Thực ra thì hiện tại thì thị trường mobile rất là rộng lớn. Có rất nhiều các sản phẩm về mobile, về cả Android và iOS, nên là em nghĩ đây là một thị trường rất tiềm năng cho em. Bởi vì sau một thời gian dài web phát triển thì bây giờ thì nó cũng bão hòa rồi, nó không được mạnh mẽ như trước nữa. Hiện tại bây giờ đang là thời gian lên ngôi của mobile. App đúng không? Đúng rồi. Vậy thì cái quá trình học mà cái lượng kiến thức mình học ở trường ấy, và thầy đã biết em cũng đã trải qua một cái khóa Android ở tại trường đúng không? Dạ vâng. Vậy thì cái lượng kiến thức đấy thì em đánh giá như nào mà khi bắt đầu vào công việc hiện tại thì nó có phù hợp hay không? Thực ra thì cái giáo trình ở bên trường thì khá được cập nhật, khá là mới, nên là những cái em có thể áp dụng được vào trong công việc của mình. Nhưng trong thời gian làm việc thì tất nhiên là kiến thức ở trường sẽ không thể nào mà để so sánh được với kiến thức khi trong khi làm việc, vì em phải tìm hiểu thêm. Nên là em thấy cũng khá là sát. Em chỉ cần khi mới bắt đầu đi làm em sẽ phải tìm hiểu thêm một số cái mới. Còn các kiến thức hiện tại nền tảng của trường em thấy cũng khá tốt. Khá là tốt đúng không? Thì em đánh giá như thế nào, bởi vì là cái thời gian em học là giảng viên cũng chủ yếu là đến từ doanh nghiệp. Vậy thì ngoài cái việc là giảng viên dạy cho mình về kiến thức ra, thì trong quá trình học đấy, ví dụ như các thầy dạy về Android đấy chẳng hạn, thì các thầy có chia sẻ về cái môi trường làm việc hay là cái phát triển thực tế bên ngoài như thế nào hay không? Thì em cũng rất là khá được may mắn được thầy Cường dạy. Thầy cũng có là một người có nhiều kinh nghiệm trong làm việc tại doanh nghiệp, và hiện tại thầy đang đang dạy môn Android của lớp em. Thì thầy cũng chia sẻ rất là nhiều các kinh nghiệm về cách ứng xử trong công việc này, cách làm việc và các kiến thức bên ngoài. Nên em cảm thấy rất là vui khi được làm học trò của thầy, thầy Cường. Bây giờ là mình chưa tốt nghiệp mà mình đã đi làm rồi. Thì đấy là một cái điều mà sinh viên của mình là các bạn ấy cũng là đa số là cũng trải qua như thế. Vậy thì để những cái các bạn mà sinh viên khóa sau ấy, người ta có thêm động lực, thế thì theo em là cái bí quyết gì hoặc là cần phải trang bị những cái gì để mà mình có thể là xin việc được trước khi mình tốt nghiệp như thế? Thì kiến thức thì em cũng chia sẻ với các bạn đó là thực ra thì các bạn nên tập trung làm các đồ án nhiều hơn, so với thay vì chúng ta chỉ học các kiến thức lý thuyết hay là thực hành rất là nhiều. Bởi vì sau khi thực hành nhiều chúng ta sẽ có các cái tư duy mới và sẽ sau này sẽ tạo cho ta một cái thói quen như là tự tìm hiểu, tự tìm tòi học hỏi, thì rất là tốt trong môi trường doanh nghiệp. Bởi vì là hiện tại ở trường thì chúng ta có thầy, có cô, có các bạn còn support lẫn nhau, nhưng mà khi đã ra ngoài doanh nghiệp rồi chúng ta sẽ phải tự tìm hiểu tất cả các kiến thức. Bởi vì là ai cũng có công việc của mình, chứ không phải ai cũng dành thời gian để chỉ bảo mình linh tí như ở trường. Nên là điều mà mình thấy rất là quan trọng đó là về phần tự giác của bản thân, ý thức đúng không? Vâng. Thế thì đi làm doanh nghiệp thì cái môi trường nó hoàn toàn khác rồi. Vậy thì em là bây giờ mình ngoài kiến thức ra thì có các kỹ năng gì để làm là mình hòa đồng hơn với tất cả các anh chị đồng nghiệp này, và cái kỹ năng làm việc nhóm ấy nó rất quan trọng đúng không? Bởi vì khi làm doanh nghiệp thì không phải một mình em sẽ làm cả một dự án đúng không? Vâng. Rất nhiều người. Thế thì theo em là mình, tức là em chia sẻ một chút là về mình đã đi làm thực tế rồi,
thì cái việc quá trình, bởi vì trong quá trình em làm đồ án là vẫn làm theo nhóm đúng không? Vâng. Nhưng mà ở trường thì có thể là bạn làm nhiều, bạn làm ít. Vậy thì cái cách mà người ta phân chia công việc mà ở doanh nghiệp thì nó có khác gì so với cách mà mình đã triển khai lớp không? Thực ra thì các triển khai thì nó sẽ không giống như ở trường. Sẽ là bạn học tốt sẽ làm nhiều hơn bạn. Đúng rồi. Thì ở những cái nơi doanh nghiệp thì người ta thường sẽ phân chia công việc theo từng người một. Người này sẽ có các cái làm chức năng này, phải dành theo đúng thời gian deadline để phụ, để tiến độ của công việc tiến độ công việc của nó sẽ suôn sẻ hơn. Chứ không giống như ở trường thì chúng ta sẽ cảm giác hơi lơ là, hơi lơ là so với công việc, bởi vì chúng ta tập trung rất là nhiều hơn. Thì thế nên là trong khi làm doanh nghiệp thì chúng ta sẽ phải có kỹ năng về nhóm, làm việc nhóm. Chúng ta phải nâng cao cái khả năng giao tiếp của bản thân để mà phát triển. Ngoài học lập trình ra, chúng ta cũng phải học thêm các cái kỹ năng mềm. Để lúc chúng ta làm việc thì sẽ dễ dàng hơn, suôn sẻ hơn công việc, dễ gắn kết hơn đúng không? Dạ vâng. Vậy thì bây giờ là trải qua là mình cũng sắp tốt nghiệp rồi này, đã đi làm rồi, thì em có cái nhận xét, cái đánh giá gì về trong cái suốt cái quá trình mà mình đã học tập? Về bản thân em à? Ừ, đúng rồi, em có nhìn nhận như thế nào từ môi trường đào tạo cho đến là về đội ngũ giảng viên vân vân? Dạ vâng, thực ra thì ở trường thì sẽ có các cái thầy giáo, các thầy được là từ doanh nghiệp mà ra dạy nên là các kiến thức rất là bài bản. Ngoài ra thì ngoài các kiến thức về trong sách giáo khoa thì thầy sẽ mở rộng ra các kiến thức về từ doanh nghiệp. Như ví dụ như mà em làm đồ án thì thường thường thầy sẽ sử dụng giống như là một người chủ doanh nghiệp đang thẩm định các cái đề án của bọn em, chứ không phải là làm theo kiểu là chúng em quá cốt làm những cái giao diện xấu hay là các chức năng không còn hoàn hảo. Trước em làm, em học thì thầy Cường thấy rất là chăm chút đến cái việc nghiệp vụ của các cái đồ án của em làm, nên em cảm thấy rất là yên tâm so với kiến thức của mình. Ngoài ra thì em vẫn còn phải trau dồi kiến thức thêm, phải tự học. Thì ở trường thì chắc chắn là kiến thức ở trường chắc chắn sẽ không đủ cho công việc rồi, nên là em phải tự tôi luyện ở bên ngoài nữa. Đúng rồi, tức là ở trường là cung cấp cho bạn một cái nền tảng này, dạ vâng, một cái tổng thể đúng không? Dạ vâng. Nếu như em đã về cái chương trình lập trình của mình là nó có cả về web này, có cả về ứng dụng đúng không? Dạ vâng. Khi mình đi sâu về cái gì thì mình đã có một cái nền tảng nó sẵn rồi. Vậy dạ mình muốn mở rộng ra thì mình phải đào sâu thêm. Vậy thì cái hướng sắp tới, hướng phát triển em sắp tới là nó sẽ như thế nào? Mình có dừng lại ở app hay mình muốn phát triển thêm cái gì nữa không? Thực ra thì em cũng muốn dành 1-2 năm để tập trung phát triển app của mình là một nghề cho chín, hơn chín nghề. Mặc dù là nói lập trình viên thì nghe chung chung, thực ra nó rất là nhiều ngành nghề. Đúng rồi. Nó có app mobile, Android, tình nhúng hay là IoT nữa. Nên là em muốn dành 1-2 năm để tập trung vào Android để lúc đó mình có kiến thức sâu hơn một chút. Sau đó nếu mà có thời gian thì em sẽ nhảy thêm mảng khác để tăng thêm kiến thức cho mình. Rồi ok. Cảm ơn em hôm nay là đã dành cái thời gian chia sẻ cho nhà trường cũng như là các bạn sinh viên khóa sau. Dạ vâng. Trên thay mặt nhà trường là xin chúc em là luôn luôn là mạnh khỏe và công tác tốt, thăng tiến hơn nữa trong công việc của mình. Dạ vâng, em cảm ơn thầy. Yeah.